Rồi rồi, mới đập lên 11 hết luôn. Mỗi món 2 click luôn. Đây. Nói chung là ổn rồi đấy nha anh em ơi. Mình vậy thôi, mình không thể chơi chơi được kinh điển được. Mình kinh điển là toàn đấu nợ thôi. Còn nó có sáng sủa hơn đâu. Ô con rơi đeo nhìn thấy chán vậy. Hỏi vậy. Đấy, lên 11 bắt đầu có cái hiệu ứng anh em thấy hiệu ứng nó sáng sáng chói chói chán đằng sau không? Đấy, anh em thấy kinh chưa? À, đồ ở đâu? Đấy, cởi cái nón ra. Đủ set nó mới kích nha anh em ơi. Có nghĩa là một món nó không kích. Đấy, anh em thấy không? Đây. Đây, cái tay hơi cùi đang chờ lấy ngọc hoàn hảo đập vào. Thế con nào? Đấy, con 390 nè. À, mua được 2 boss. 2 boss ra 2 viên hoàn hảo. Đây 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 đây. Cô máu cho anh em xem này. 2 boss ra 2 viên hoàn hảo này. Đời là phù du này. Đây. Đây. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. À, thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video bên game MU6.vn nha anh em ơi. Thì bên này mình vẫn đang up đồ quân EF nha anh em ơi. Thì bên này nó mới open là ngày hôm nay là ngày thứ bảy rồi nha. Thì mình sẽ up tiếp đồ quân EF. Con EF mình đang up set kim ngân cấp 2. Thì cái set này của mình á là mình mới build lên được 400 hết rồi còn thiếu cái tay. Thì hôm nay mình sẽ cho nó lên cái tay luôn nha. Lên tay kiếm dòng 4% đã. Rồi mình sẽ cho nó lên cộng 11 hết nha anh em ơi. Trước tiên là mình sẽ lên cái mốc 11 trước thôi. Còn 13 hay 15 thì từ từ mình tính. Đây. Thì bây giờ mình sẽ đi mua 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 S cái đã. Mình đang thiếu thiếu khá là thiếu nhiều S. Các bạn coi trong trong ngân hàng nó còn bao nhiêu S đây. À đang còn 100 mấy. Thì đến gom ít S. Hiện tại thì S vẫn đang khá là hiếm. Hy vọng là sẽ may mắn. Đập nó sẽ lên và nó không bị xịt. Bot này giờ còn nhiều. Ô bot đây còn giờ 700k anh em thôi. Vẫn treo 700k ghê rồi. Rồi, món này ngon đấy mà mét giới này. Có một dòng 400 thôi cũng không ngon lắm. BS rẻ. S22 này. Mình sẽ gom một lần xong mình về mình đập luôn. Đây, 19 này. Đi gom hết một lần luôn nha anh em ơi. Đây. 20, nói chung là mấy cái chỗ ông bán cục lớn kìa, ông bán mấy ông bán 25 không à. Mình đi lẻ vậy thì mình mua rẻ hơn được xíu. Đi xa xa đây mua rẻ được xíu. Để nắm bắt giá thị trường luôn. Hoàn hảo 500 này, cấp độ 500 này. Hoàn hảo với cấp độ 500 Ngọc Thần nó nhỉnh hơn anh em ơi. Có Ngọc Thần thì nó có giá hơn. Tại Ngọc Thần là bây giờ anh em nó đang cần để nó lên đầu thần với lại lên bộ dinh pen đấy. Nên nó khá khá chỉ là trôi trôi hàng. Nó không có bị động hàng lại nữa. Đây, cái này mình dò một vòng có cái nào 200 không? Nhưng khi lỡ tay cúc một sạc xúc một phát là 200 luôn. À, ngân hàng là có trao chưa rồi. Mấy giờ này mà ngáp ngủ rồi anh em ơi. Đây. Xét hủy diệt của MG nhìn khá là chất. Lúc chờ đây BS đây, 200 đây, khốn nạn, lúc chờ mua 200 mấy quá trời luôn. Ông này bán có vẻ là tặng ổn đấy. Ông này bán 200 hết. Line 99 à. Nãy còn bán lại 6 là 7 là 8 gì kìa. Để chưa đi một vòng trước đã. Anh em người ta lên đồ hết rồi. Ồ cái này 1,5 m mà không chưa không có dòng gì nha anh em ơi, không có dòng gì 1,5 m. Mà cái của mình gần full dòng rồi bán có 3 m thôi. 3 m. Quá là rẻ luôn anh em ơi. Đây,
195 khốn nạn thật. Thôi, mua lấy mớ 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 này, này đi. Rồi vậy nha, còn bao nhiêu tiền đây? Ôi đi một phát gần 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 2 mét anh em ơi. Bây giờ là về dưới ngân hàng cái đã, dưới hết cái đã. Sau mình sẽ cho cái này lên cộng 9 trước đã. Đây, cho cái găng cao cộng 9, sau đó là đập lên trên cộng đập ốp lên. Ngoài đấy mình đã có mấy viên cấp độ thôi, mình nghĩ là sẽ chỉ đập lên cộng 10 hết thôi anh em ơi. Đập lên cộng 10, tại vì đập đập đồ là cũng khá khoai đấy, không dễ đâu. Tại bên bên này nó có cấp độ, đập đồ nó khó để nó định hướng mình đi mua nó cấp độ. Rồi đi lên trên này để mình đập ốp cái đó. Hình như mình có mấy viên ốp 16 là được rồi, có mấy viên tính năng hay sao ấy, nhưng mà thôi cứ đập bằng tay đi. Tay này hy vọng lên 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 cấp 2 đó, nó cũng cái tay này là đẹp này anh em ơi, nó cũng cái dòng này là đẹp. Mình còn lên cái tay này nó với lại lên cái nó là xong rồi. Ôi 8 12 khốn nạn. Hoài thế nhỉ. Cái gì vậy? Bốn này, tám này, cái gì vậy? Khốn nạn thật đấy. Ô thôi 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 cay thế nhờ, đập like thôi mà tụt lên tụt xuống kìa, mới vào là đã thấy toàn rồi nha mày. Ôi lên 12 rồi, có bên ông làm mua lấy 2 cục đi, mua 2 cục nha. Hình như có pin, có viên tính năng ở đâu đây này. Đây đây, cho lên 16 luôn đi, hồi hộp lắm rồi. Rồi rồi chơi luôn nha anh em ơi, xong rồi mình đi đập cái kia, đập cái kia lên 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 10, một cái 11 thì mình có viên 4 viên ngọc cấp độ rồi mà. Còn không đập lên 11, đập lên 11 hết luôn bằng tay, cấp độ từ từ, từ tính sau. Đây. Đây. 1 2 3. Lúc cái này nên ném hơi bị đấy, 1 này. Đây con nào. Em lên nổi không? Nhấp nhấp lúc nãy phát đầu tiên lên được rồi. Ý trời rồi anh em ơi, ý trời rồi. Được rồi, táng nó lên, táng nó lên lên đấy luôn, táng cho lên lên cộng 11 luôn anh em ơi. Anh em lên đồ mà muốn mạnh thì anh em lên lên cùng cấp 1, có nghĩa là lên cộng 11, lên cộng 11, lên 12, lên 12, lên 13, lên 13, chứ đừng có lên kiểu là một món 10 rồi một món 11 rồi một món 12 kia đó, là nó không có khỏe đâu. Giờ bữa mình tán từ cái đầu đến tới đít này, cay thật đấy. Ôi nhấp nhấp có một cái thôi mà toang luôn kìa. Để con nào,
Một món không khó lắm nha anh em ơi. Rồi bây giờ mình sẽ cứ từ từ rồi sẽ lên từ từ hết thôi, không nóng vội. Nhưng mà còn cái tay này có khi là phải để coi sao đấy, cái tay này nó có nặng lắm, móc tùm lum mà. Tính thay cái khác mà đập đập kiểu này. Không ổn rồi, ông nào đứng MS gì đấy. Cho cái này lên 11 luôn. Thà nó xịt 11 ở xịt 10 mà 11 nó lên cũng đỡ nha anh em ơi. 11 là phải căn thật chuẩn vào. Lên em ơi, 1 2 thật chuẩn vào. Lên không? Lên chắc rồi. Hay thế nhỉ. Đùa nhau rồi, đùa nhau rồi. Cậu, mình bảo là khó mà. Khó mà. Khó mà, khó mà. Cái này hai phát liên tiếp luôn được không? Cho hai phát liên tiếp luôn này. Bực mình rồi đấy. Đọc cái này là đó là may bên này ngọc bùa chao nó rẻ nha anh em ơi, bùa chao nó có 30 mấy k. Nhưng mà đập đập mà không cẩn thận là cũng đổ nợ đấy, đùa đâu. Mà mình đổ nợ rồi còn gì nữa. Mình là mình đổ nợ từ lâu rồi đấy. Cái này cho nó lên luôn này. Chơi chơi anh em biết dương đông kích tây chưa? Mình sẽ chơi dương đông kích tây phần này cho anh em xem này. Đấy, bỏ cái này vào, bỏ cái này vào, tán luôn. Rồi, không sao hết nha anh em ơi, cứ từ từ. Tám này. Ây da, đùa nhau hả, đùa nhau hả. Đập vào giữa bốn này, giữa bốn này rồi. Không sao hết nha anh em ơi, mình vẫn lua được. Nó vẫn trong tầm kiểm soát thôi, không sao hết. Cứ từ từ thôi. Đập áo ngực trước. Chỉ chuột đi. Cho nó lẹ này, rồi khốn nạn. Có nạn rồi. Cộng 10 cứ hai cái cầu lên cầu xịt rồi. Pha này đập đập hai cái 11 luôn đi. Còn 1 mét thôi. Đủ không đây? Có đủ không đây? Còn 1 mét có đủ không đây? Lên không? Có nạn nó dấp 1-1 rồi. Nó nhấp 1-1 rồi. Đèn tê ta. Đèn tê ta. Đùa nhau rồi, đùa nhau rồi. Đập kiểu này đổ nợ rồi. Đập kiểu này đổ nợ rồi. Rồi, ông nào ám nó rồi. Ông nào ám nó rồi. Khốn nạn này anh em ơi, khốn nạn rồi. Ôi thôi 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 thôi. Nó có ngọc cấp độ, chẳng lẽ nó ép mình phải xài ngọc cấp độ ta. Bố vào tăng luôn nè. Pha sau mình bố vào mình tăng luôn luôn nè. Quế tèo rồi đấy. Quế tèo rồi đấy. Coi được nào, cái nào lên 11 không. Có cái nào lên 11 không. Đập kiểu Dubai luôn này. Nó lại chưa biết mình là ai rồi. Con nặng cái gì vậy? Không có cho đệ. Con nặng thật. Con nặng thật. Nó lại chưa biết mình là ai rồi. Nó lại chưa biết mình. Xin lỗi, xin lỗi. Mình chưa biết nó là ai. Ôi, rồi, 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 rồi. Xong rồi anh em ơi.
Top 2 cái đây 11 hả? Rồi, ông nào biết mình đọc 11 luôn anh em ơi, khốn nạn thật đấy. Ôi, thôi thôi thôi, em xin lỗi, em xin lỗi, em có làm cái gì đâu. Nhà em nghèo ba má lại đông. Anh em thấy cái gì ở giữa không? Mình không nói đâu. Lên lại, lên lại, lên lại. Đọc cái này đúng đổ nợ luôn rồi. Không lên được 11 anh em ơi. Chắc phải đọc vào bằng cấp độ quá. Đi mua bit chào 49 219 lúc nãy kia là để mua bùa này lên cộng 10. Mình không bao giờ mình bùa bùa đây, không bùa, không không bùa ngọc tỷ lệ nữa. Thử xem, để xem nó xịt đường nào, nó xịt đường nào. Rồi đâm ra nó lại lên, khốn nạn thật. Rồi lúc giờ là không chọn nhân vật, mình lại lý do rồi anh em ơi, hỏng rồi, hỏng rồi, lại lý do lý cháu rồi, lý do lý cháu rồi đó, lý do lý cháu rồi, khốn nạn chơi luôn. Dubai nè, cay đó. Rồi xong hả, rồi xong hả, rồi đây thử xem xong không. Cộng một cho lên lại nè, khốn nạn quên. Ôi thôi 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 trò chơi cậu bé âm thầm á. Tí có like không à. Em còn 900 B 30S à. Ôi mình đang toang hết đây nè, BS gì nữa. Mày đái thật. Rồi tháng tiếp, bây giờ không búa ngọc tỷ lệ này nha, cộng 10 không búa ngọc tỷ lệ nữa. Búa ngọc tỷ lệ còn hơn một cái bùa đấy. Đập hai lần cho nó lên đi. Cái nào 10? Cái nào 10 cay lắm, cho lên 9 luôn, ở cho lên 11, lên 11 luôn này. Lên 11 được một món không? Rồi còn mấy món kia lên 10 cũng được. Đập ngọc cấp độ đi. Hoài lắm anh em ơi. Cho cái quần xịt này nó lên 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 cũng được. Đây đây đây, chọn nhân vật à, đã đang xịt mà chọn nhân vật gì, cồng kềnh vãi đái luôn. Cồng kềnh vãi đái luôn. Rồi một món lên 11 nha anh em ơi. Lúc giờ là xe nháp thôi, lúc giờ là xe nháp nha. Bây giờ mới bắt đầu này anh em ơi. Ôi thôi thôi thôi, thôi, thôi. Lúc giờ mới xe nháp thôi. Cái nháp thôi. Đập từ từ thôi, đập từ từ thôi, sống chậm lại. Sống chậm lại cái định ơi. Đi đâu mà vội mà vàng. Đi đâu mà vội mà vàng. Đi đâu mà vội mà vàng. Giờ mới chọn nhân vật. Giờ mới chọn nhân vật này. Rồi giờ mới lên tiếp này, giờ mới lên tiếp này, giờ mới lên này, giờ mới lên này, giờ mới lên này, giờ mới là sự khởi đầu của hành tinh khỉ thôi anh em ơi. Lúc giờ là mới sự khởi đầu thôi nha anh em ơi, sự khởi đầu nha anh em, hiểu không? Sự khởi đầu nha. Đây ô, sự khởi đầu hình như hết ngọc rồi. Không sao hết, mình vẫn lo được, nó vẫn trong tầm kiểm soát. Nó vẫn trong tầm kiểm soát, nó vẫn trong tầm kiểm soát. 10 10 rồi. Chắc là phải dùng ngọc cấp độ anh em ơi. Dùng ngọc cấp độ để cho nó chắc cú. Chứ không qua là kiểu này là toang đấy anh em ơi. Tại vì tính ra mình mua bùa với mua ngọc mà tốn cái này rồi rồi. Rồi thì chắc nó cũng tốn thôi, chứ không có gì. Hay bây giờ mình làm liều còn bao nhiêu đây? 390 còn 10 bùa nữa. 10 bùa nữa. Chưa lạ. Đây đây đây.
10 bùa nữa mà đây được có 40 ngọc cấp độ. Hay cho 40 ngọc lên đi nha mày. Từ 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 mình kiếm cái khác. Dạo này nhát rồi, định định không phải ở Dubai nữa rồi. Nhát rồi nha mày. Đủ để lên 11 rồi đấy. Tại bây giờ mình đập xịt không lên, không có cái để lên lại. Bây giờ này. Đây. Một món 11 rồi. Đây. 11 nè. 11 nè. 11 nè. Rồi, lên 11 hết rồi. Rồi, rồi, mới đập lên 11 hết luôn. Mỗi món 2 click luôn. Đây. Nói chung là ổn rồi đấy nha anh em ơi. Mình vậy thôi, mình không thể chơi chơi được kinh điển được. Mình kinh điển là toàn đấu nợ thôi. Còn nó có sáng sủa hơn đâu. Ô con rơi đeo nhìn thấy chán vậy. Hỏi vậy. Đấy, lên 11 bắt đầu có cái hiệu ứng anh em thấy hiệu ứng nó sáng sáng chói chói chán đằng sau không? Đấy, anh em thấy kinh chưa? À, đồ ở đâu? Đấy, cởi cái nón ra. Đủ set nó mới kích nha anh em ơi. Có nghĩa là một món nó không kích. Đấy anh em thấy không? Đây. Đây, một cái tay hơi cùi đang chờ lấy ngọc hoàn hảo đập vào. Để có nào. Đấy, con 390 nè. À, mua được 2 boss. 2 boss ra 2 viên hoàn hảo. Đây 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 đây. Có máu cho anh em xem này. 2 boss ra 2 viên hoàn hảo này. Đời là phù du này. Đây. Đây. Cái gì vậy? Một viên hoàn hảo gỡ gạc lại mặt mũi coi. Chắc từ bỏ mở bot quá. Ê! Ném vào cái này mình xếp bên đây này nhưng mà mình lỡ tay đấy nha mày. Ý trời rồi. Ý trời rồi, người tính không bằng trời tính nha mày. Thôi được rồi, lên 11 đỡ cũng được, nó kích bộ 11 cũng được anh em ơi. Cho nó trâu trâu chút xíu. Đây. Rồi. Từ từ làm lại cuộc đời anh em ơi, nợ nần chồng chất đập đồ xịt từ lưa. Thôi, video này mình lại xin kết thúc tại đây nha anh em ơi. Hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Bye bye.